Tại các điểm cầu, sau đây em xin trình bày cái ca bệnh hội chẩn của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ạ. Chưa nhìn thấy các bạn đâu cả, mới nghe thấy tiếng nói. Bạn đi làm rồi. Vâng, các thầy nghe rõ em không ạ? Em xin báo cáo ca bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ạ. Nghe rõ nhưng mà chưa nhìn thấy hình slide Vâng. đâu cả. Chưa thấy. Rồi, nhìn thấy hình rồi, các bạn cho từ slide đầu tiên đây, đúng rồi. Vâng. Dạ, em xin báo cáo về phần hành chính. Một, họ và tên bệnh nhân HVH, tuổi 59, giới tính nam, địa chỉ Cao Bằng, ngày vào viện là 14 tháng 9 năm 2021. Lý do vào viện: bụng trướng căng, khó thở, tiền sử phát hiện xơ gan cổ trướng từ năm tháng 1 2021, điều trị 8 lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, lần gần đây nhất ra viện ngày 7 tháng 9 năm 2021. Không có tiền sử lạm dụng rượu, tiền sử huyết áp thấp. Huyết áp nền của bệnh nhân là 90 trên 60 mm thủy ngân. Nhiều năm nay chưa tẩy run, tiền sử gia đình khỏe mạnh. Bệnh sử: các ngày vào viện 4 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ăn uống kém, bụng to dần lên kèm theo khó thở, tiểu ít khoảng 500 ml trên 24 giờ, ở nhà dùng thuốc nam. Nay thấy khó thở nhiều vào viện. Lâm sàng thì ngày 14 tháng 9 lúc vào viện, cân nặng bệnh nhân 51 cân, mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 36 độ 8, huyết áp 100 trên 60 mm thủy ngân, nhịp thở 2-3 lần trên phút. Người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, glaucoma 15 điểm, thể trạng gầy yếu, da niêm mạc hồng, củng máu mắt, không vàng, phù hai chân, không xuất huyết dưới da, không có sao mạch. Bụng trướng căng, tuần hoàn bằng hệ gánh chủ, dấu hiệu sóng vỗ dương tính, gan lách khó xác định, tim nhịp đều, T1 T2 rõ, phổi thông khí giảm hai đáy, không có ran. Thể tích nước tiểu 24 giờ là 600 ml, không liệt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Ngày 17 tháng 6 thì sau khi điều trị được 3 ngày, cân nặng của bệnh nhân là còn 46 kg, mạch 82 lần trên phút, nhiệt độ 36 độ 7, huyết áp 95 trên 50 mm thủy ngân, nhịp thở 21 lần trên phút. Người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, glaucoma 15 điểm, thể trạng gầy yếu, da niêm mạc hồng, củng máu mắt, không vàng, còn phù nhẹ hai chân, không xuất huyết dưới da, không có sao mạch, bụng trướng căng, tuần hoàn bằng hệ gánh chủ, gan lách khó xác định, tim nhịp đều, T1 T2 rõ, phổi không thông khí giảm hai đáy, không có ran. Thể tích nước tiểu 24 giờ là 1.500 ml, không liệt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Xét nghiệm cận lâm sàng là như trên slide. Test HBsAg âm tính và HCG âm tính thì các xét nghiệm này thì trên em chỉ làm được đến đây thôi. Còn siêu mổ bụng thì kích thước gan là 114 nhân 90 mm, nhưng mô gan đều không có khối khu trú, ổ bụng có nhiều dịch tự do. X-quang ngực thẳng, hình tim bình thường, hình ảnh phế quản động, cơ hoành hai bên đẩy lên cao hơn bình thường. Chẩn đoán và xử trí là: chẩn đoán là xơ gan mất bù, xử trí thở oxy lợi tiểu, furosemide 80 mg trên ngày, heparin 1 lạng gan trên ngày, chọc tháo dịch ở bụng và hình ảnh dịch ở bụng màu màu dịch dưỡng chất này trắng như sữa. Xin ý kiến hội chẩn là: thứ nhất là chẩn đoán và điều xử trí như vậy đã phù hợp hay chưa? Thứ hai là hướng đi chuyện tiếp theo như nào? Thứ ba là nguyên nhân dẫn đến xơ gan ở bệnh nhân này, bởi vì chúng em là xét nghiệm HBsAg và HCV thì âm tính mà bệnh nhân lại không có nghiện rượu. Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Báo cáo của em hết ạ. Vâng, cảm ơn em. Trong cái điều kiện các bạn đã làm một cái bệnh án thế này rất là tốt. Trước khi đi vào chi tiết, xin mời thầy Trung chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh cho ý kiến. Dạ, kính thưa thầy chủ tọa, kính thưa các thầy, các anh, các bạn và các chị, thì trên cái chẩn đoán hình ảnh chúng tôi nhận được thì có cái hình ảnh siêu âm này. Thì chúng ta thấy là cái gan các bạn mô tả là nó đều, nhưng thực ra trên hình ảnh nó không đều lắm. Em cho lại cái slide đâu rồi. Các bạn chiếu cái slide lên.
Đấy, cái hình siêu âm gan ấy. Thế thì chúng ta thấy là Nhưng mà cái bờ gan ấy nó không đều đâu. Nó bình thường cái bờ gan ở trên siêu âm nó nhẵn thín. Chúng ta thấy trên cái này hình ảnh cho ai cũng nhìn thấy là cái hình bờ gan nó mấp mô. Dạ không, em không chọn được trên đấy. Thế thì cái phải sâu cái máy của em cơ. chân lượng này thấp quá. Nhưng mà Thôi cái giao diện của anh bây giờ làm sao chia sẻ cái slide của mình. Ok, thế thì đây là cái hình ảnh siêu âm mà các bạn gửi, thì chúng ta thấy là cái bờ gan này này. Bờ gan bình thường nó nhẵn lắm. Trên hình này chúng ta đã thấy là cái bờ gan nó đã lồi lõm như này. Đấy, tức là nó thể hiện một cái tình trạng là nó có xơ và có cái tân tạo nó làm cho cái bờ gan nó không đều. Đấy thì trên cái hình ảnh này chúng ta sẽ nhận định được cái đấy. Còn gan nhu mô các bạn thấy đây thực ra là nó không đều đâu. Thứ hai là rất nhiều dịch ở bụng. Đấy, ngoài một tiếp theo là có cái thành túi mật dày. Nếu mà chúng ta làm cẩn thận chúng ta sẽ thấy thêm được nữa một số cái triệu chứng nữa ở đây thì bạn không chụp được, tức là cái bờ gan và cái bờ dưới của gan ấy nó sẽ tù. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu mà giúp chúng ta đưa ra cái chẩn đoán là xơ gan. Đấy thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đánh giá lại trên siêu âm. Xin hết ạ. Và còn cái phim phổi thì cũng không có gì đặc biệt. Tức là chúng ta thấy là chỉ có cái bờ cái cơ hoành bên phải nó bị đẩy lên thôi vì cái dịch bụng nó rất là nhiều dịch ở bụng. Thế thì nó đẩy cái gan lên và làm cái cơ hoành bên phải nó hơi cao hơn một chút so với bên trái. Bình thường nó đã cao rồi thì được cái phổi này cũng không có gì đáng phải bàn luận. Vâng, xin cảm ơn thầy Trung. Xin mời thầy Nguyễn Trường Sơn, chuyên gia về tiêu hóa. Xin chào thầy giáo sư Bình, tất cả các thầy cùng với quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Hà Quảng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Vâng, một cái bệnh nhân thì cũng tương đối là thường xuyên gặp, một cái bệnh lý mà phải nói là trong chuyên ngành tiêu hóa nói riêng và các chuyên ngành khác thì chúng ta cũng thường xuyên gặp. Ở đây thì các bạn đưa ra có mấy vấn đề thì nó cũng mang tính chất rất là cơ bản thôi. Những chẩn đoán thì phù hợp hay chưa thì đây là một trường hợp mà xơ gan mất bù thì tương đối là rõ ràng. Cái dấu hiệu mà các bạn mô tả được thì ở trên đây một cái gọi là cái hình ảnh như thầy Trung vừa mới nói thì hình ảnh của cái xơ gan thì rất là điển hình ở trên siêu âm. Và thực ra thì ngoài cái việc lâm sàng ra thì siêu âm là một trong những yếu tố về mặt chẩn đoán hình ảnh thì tương đối là giúp ích cho chúng ta trong chẩn đoán bệnh xơ gan cũng như theo dõi sau này. Thì đây có hai cái vấn đề mà các bạn khi mà mình nói về xơ gan thì gồm có xơ gan còn bù và xơ gan mất bù. Thì trong trường hợp này là xơ gan mất bù. Tuy nhiên là còn một cái phương pháp nữa, có nhiều cái cách để chia cái giai đoạn. Thì trong đó có một giai đoạn chúng tôi hay dùng đó là chia theo giai đoạn Chilbert A, B, C. Thì đối với giai đoạn Chilbert A tức là giai đoạn còn tương đương với còn bù đấy. Còn nếu giai đoạn C tức là mất bù, còn giai đoạn B thì nó tương đương với giai đoạn trung gian thôi. Thì đối với bệnh nhân này thì có một số cái vấn đề chúng ta cần phải ở trên bạn nếu mà trên trên bệnh viện chúng ta làm được thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là các cái xét nghiệm cơ bản, một số cái ví dụ đông máu của bệnh nhân này, bilirubin này cũng đều là đông máu cơ bản và bilirubin là một trong những cái mà chúng ta có thể để đánh giá về cái chức năng của cái gan. Siêu âm thì chúng ta làm rồi. Ngoài ra AFP cũng là một cái yếu tố để vừa có giá trị về chẩn đoán cũng như là theo dõi sau này tầm soát cái ung thư tế bào gan. Ngoài ra thì trên bệnh nhân này có dịch cổ trướng rất là nhiều thì các bạn có thể chọc dịch cổ trướng vừa chọc tháo có tính chất điều trị cũng như là tính chất chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân xem cái dịch đây là dịch tiết hay dịch thấm. Thông thường là dịch
dịch thấm. Tuy nhiên là một số trường hợp xem bệnh nhân có bị nhiễm trùng dịch cổ trướng hay không. Ngoài ra còn có thể biết được dịch đó có phải là dịch máu hay không. Thì đấy là những cái yếu tố để cho chúng ta tin lượng. Ngoài ra thì bệnh nhân này nên soi cái dạ dày, thực quản dạ dày cho bệnh nhân. Không biết ở trên đó có soi được không. Nếu mà soi được thì chúng ta nên soi, bởi vì đánh giá xem bệnh nhân có giãn tĩnh mạch thực quản hay là giãn tĩnh mạch dạ dày kèm theo hay không. Đối với bệnh nhân này thì hướng điều trị tiếp theo như thế nào, thì trước khi đến hướng điều trị thì tôi nói qua về các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể gặp trong xơ gan. Thực ra thì trong xơ gan chúng ta thường gặp, ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là gặp xơ gan do rượu và xơ gan do viêm gan B là chính. Ngoài ra còn có thể là các cái nguyên nhân khác. Vì vậy chúng ta phải về mặt lâm sàng thì chúng ta phải khai thác rất là rõ. Xem bệnh nhân trước đây có uống rượu, bia. Ở vùng miền núi thì uống bia nó ít hơn, nhưng mà tỷ lệ uống rượu, đặc biệt bệnh nhân này, bệnh nhân nam 59 tuổi thì cái khả năng người ở miền núi thì người ta sẽ dùng rượu bia, rượu hơi nhiều. Đấy thì mình hết sức cẩn thận việc đó. Ngoài ra thì còn các cái có thể là kèm theo là bệnh nhân uống cái thuốc nam, ví dụ như trên bệnh nhân này, trên bệnh nhân xơ gan mà uống thuốc nam thì là hoặc là rượu bia kèm theo, thì đấy là yếu tố thuận lợi để cho bệnh nó tiến triển nặng hơn. Ngoài các yếu tố là bia, rượu, virus, viêm gan B, C thì các bạn ở trên nó đã làm rồi. Ngoài ra thì bệnh nhân này chúng ta phải kiểm tra xem là chữa có về đường mật, bệnh nhân có sỏi mật, rồi là có cái viêm đường mật. Thì về mặt chẩn đoán thì chúng ta đã làm siêu âm, nhưng ngoài ra thì về mặt siêu âm thì các bạn đưa các thông tin ở đây nó cũng chưa đầy đủ. Ví dụ mình phải mô tả xem là đường mật bệnh nhân như thế nào, và ông là tĩnh mạch cửa, tất cả những cái đó thì là những cái thông tin rất cần thiết khi mình làm siêu âm để chẩn đoán. Về mặt chẩn đoán hình ảnh thì mình phải nêu rất đầy đủ. Ngoài ra thì có thể chụp cắt lớp vi tính ở trên bệnh nhân này, bởi vì thứ nhất là có vừa mang cái chất chẩn đoán cho người bệnh, đồng thời cũng là chẩn đoán về nguyên nhân, nhưng cũng là chẩn đoán về tin lượng, chẳng hạn là xem xét bệnh nhân có u gan hay không. Thông thường ở những bệnh nhân xơ gan như này thì khoảng độ 1 năm để chụp cắt lớp vi tính ít nhất là cho bệnh nhân khoảng độ 1 lần. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có các bệnh lý, ví dụ như nhóm nguyên nhân về tim mạch, ví dụ bệnh Pucheria chẳng hạn, hoặc là các cái độc chất. Thì cái độc chất ở đây chúng ta cũng chưa khai thác được. Ngoài ra thì với một cái nhóm nguyên nhân nữa, thì tuy nhiên ở cái tuổi này thì cũng có thể ít gặp hơn nữa, là có thể có rối loạn chuyển hóa sắt hoặc đồng. Và thêm vào đó là các cái nhóm nguyên nhân về tự miễn. Thì chúng ta ở trên đó thì có thể là chưa làm được yếu tố tự miễn, nhưng mà tôi nghĩ và nếu mà cần phải tìm nguyên nhân thì chúng ta bắt buộc phải đi làm về các cái xét nghiệm như thế này cho người bệnh. Về mặt điều trị, hướng điều trị tiếp theo và theo dõi trên bệnh nhân này là gì? Ở đây chúng ta, các bạn để cho bệnh nhân thở oxy, nhưng thực ra thì đối với bệnh nhân này cái khó thở không phải là vì cái chuyện tổn thương ở phổi hay tổn thương suy hô hấp hay vấn đề gì, mà vấn đề ở chỗ bệnh nhân có cái dịch ở bụng quá nhiều. Vì cái dịch ở bụng quá nhiều nên bệnh nhân thường là khó thở, đặc biệt là bệnh nhân khi mà nằm thì khó thở. Vì vậy mà chúng ta phải tháo bớt cái dịch ở bụng cho bệnh nhân. Kèm theo tháo bớt dịch và bệnh nhân phải ăn nhạt. Đồng thời là bệnh nhân phải tránh bia rượu và thuốc lá, thuốc nam, các cái thuốc cây cỏ đấy thì chúng ta phải dừng lại. Và khi dùng lợi tiểu thì chúng ta phải theo dõi các hai vấn đề mà các bạn theo dõi. Một là về cân nặng của người bệnh. Thứ hai là điện giải của người bệnh và lượng nước ra vào của người bệnh thì rất là quan trọng để chúng ta theo dõi. Thông thường ở đây thì các bạn đã theo dõi là một ngày bệnh nhân đi tiểu được 1,5 lít, đang dùng furosemide. Đối với bệnh nhân này thì sau đó thì chúng ta nên kết hợp giữa furosemide và andactone, tức là tỷ lệ khoảng độ 40mg furosemide cộng với 100mg của andactone, 25mg. Thế thì còn cái đối với một số các cái trường thêm một số các thuốc, ví dụ như là hỗ trợ cho tế bào gan như các axit amin mạch nhánh đấy. Về mặt tầm soát và theo dõi của bệnh nhân này cũng rất là quan trọng, thì trong đó có hai cái yếu tố rất là quan trọng mà mình phải theo dõi. Một là về siêu âm thường xuyên cho người bệnh sau khám định kỳ, ít nhất cũng được phải là 3 tháng chúng ta phải kiểm tra lại cho bệnh nhân một lần, và xét nghiệm cái chỉ số AFP cho bệnh nhân. Ngoài ra thì khoảng 1 năm thì các bạn ở trên vùng xa thì có thể theo dõi chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho bệnh nhân một lần. Thì đấy là một số các cái ý kiến của chuyên khoa tiêu hóa về đối với cái bệnh nhân xơ gan mất bù.
Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Sơn. Các bạn có đưa ra một cái triệu chứng gợi ý là cái dịch cổ trướng đục thì các thầy có gợi ý cái gì cho các bạn hay không? Vâng, cảm ơn thầy Bình. Thì đối với trường hợp này thì trên đấy, em đã nói rồi là cái trường hợp này là mình thứ nhất là mình phải chọc dịch ổ bụng. Chọc dịch ổ bụng thì cái xét nghiệm cơ bản thì là đấy là mình chạy cái dịch ổ bụng giống như các bạn chạy cái công thức máu để mình biết xem cái dịch này, dịch đục thực sự nó có phải là cái dịch nhiễm trùng hay không. Vì ở trên đây bạn mình không nói về mặt lâm sàng và các chỉ số về bi lăng viêm của bệnh nhân là bình thường. Vậy thì cái xét nghiệm này thì mình cần phải củng cố thêm. Trong trường hợp nó là dịch, đó là dịch tiết hay dịch thấm thì mình làm thêm một cái xét nghiệm cũng rất đơn giản. Đấy là cái albumin, là dịch ổ bụng và albumin của máu đồng thời tại một thời điểm để mình tính cái độ chênh áp, chênh lệch, tức là chỉ số ASG đấy thì là chỉ số giữa albumin của dịch máu và albumin của dịch màng bụng để mình có thể biết được đấy là dịch thấm hay dịch tiết. Cái dịch này thì ngày xưa thì cho đến bây giờ một số cơ sở vẫn dùng cái chỉ số gọi là Givanta, nhưng thực ra chỉ số Givanta bây giờ nó không còn chính xác được nữa mà chương trình dùng cái chỉ số ASG. Và cũng có thể là đọc cái tế bào ở trong đó, nhờ bên huyết học có thể đọc được tế bào đó nhiều bạch cầu hay ít bạch cầu để chúng ta biết được bệnh nhân có nhiễm trùng dịch cổ trướng kèm theo. Nếu có nhiễm trùng dịch cổ trướng thì chúng ta phải dùng kháng sinh kết hợp thêm. Vâng, cảm ơn thầy Sơn. Các bạn ở Hà Quảng còn hỏi gì không? Alo, các bạn ở Hà Quảng còn hỏi gì không? Em cảm ơn các thầy ạ. Chúng em không có hỏi gì đâu. Thầy, câu trả lời của thầy là cũng đủ rồi ạ. Em cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin mời ca bệnh thứ hai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Xin mời các bạn. Alo, các bạn đầu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng chưa? Em kết nối rồi thầy ạ. Và lần sau mình không share được bài. Các bạn ở đầu cầu Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bạn chia sẻ lại bài đi ạ. Em chia sẻ mà nó cứ báo bị từ chối được kìa. Thì bên kia từ chối. Alo. Các buổi sáng các bạn vẫn chia sẻ được các bạn, làm lại đi. Có anh, lúc mà em vừa chia sẻ xong anh. Các bạn có được không ạ? Nếu không thì tôi đề nghị các bạn Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Vĩnh Long trình bày trước. Và... Bệnh viện Y Học Cổ truyền có nghe rõ không ạ? Dạ, thưa nghe. Vâng, mời bệnh viện trình bày vào qua bài báo cáo đi ạ.
Dạ, diễn viên của chị cũng bị lỗi xe luôn, không biết cái chương trình đó bị gì.